Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hôm nay sẽ là một team band trị giá tầm 1.300-1.400 tỷ đi, làm tròn luôn. Chơi 4-2-1-3 đi nha, biết đủ quân không? 4-2-1-3 hả? Đang mấy con hàng ở đá giữa không nhờ? Từ để xếp lại cái basic để đây luôn. Chừng 5 năm thì khỏi lo. Thôi còn ai nữa không? Còn Napri. Còn Napri dưới này. Napri dưới này thì nếu mà xếp cánh có Muller. Muller tốc độ cộng 8 thì chắc cũng cao chứ nha. Ok, tốc độ Muller 129 thì đá được ấy. Ông Cam thật ra thì bốn ông dưới này, ông bốn này thì mình lại không biết chọn nào ông Cam cả. Tại vì với mình thì Cam phải truyền chọt hay và xoay sở cũng nhanh một chút. Thì ở đây thì có ông Mathers là xoay sở nhanh nè, nhưng mà lúc mà mình chơi ông này mình nói chuyện không ấy lắm. Còn mấy ông khác thì xoay sở chậm hơn cái mức mình yêu cầu. Hay là 4-1-2-3 ta. Rồi nha, mình sẽ sử dụng sơ đồ 4-1-2-3. Trong đó là tiền đạo mũi nhọn sẽ là Lewandowski mà C8. Mà C8 mình cũng chơi rồi, đá cũng được phết á. Chỉ có cái chân trái là nó hơi thiếu ổn định thôi. Cũng tùy tình huống, có một vài tình huống sẽ khá là bén, nhưng một vài tình huống thì sẽ hơi thiếu ổn định. Rồi cánh trái sẽ là Navri BOE8 và cánh phải sẽ là Muller mùa EBS8 luôn. Rồi tiền vệ sẽ gồm Ballack LH8, Mathers MH8 và Effenberg Icon 5. Bộ tứ vệ sẽ bao gồm Ivan Perisic mùa Úc cộng 8, Lucas Hernandez mùa CL8, Boateng và TR8 và Bremer mùa LH8. Thủ thành là củ tỏi MG8. Lạc lõng ông cũng tỏi nha, thôi kệ đi, đã sao cả, lui về. Yeah. Đợi phía trên luôn 3-2 đi. Mình đang tính cho hậu vệ lên luôn nha. Cho hậu vệ lên luôn thì ở giữa thì sẽ bớt lên lại một tí, tấn công cân bằng thôi. Đây giữ vị trí công 1 thủ 3, hai biên cho lên xíu. Rồi, có vẻ ổn rồi đó. Quên chỉnh hôm này. Rồi ok, 1-2-2-5. Một luôn, lên nào. Lewandowski. Ma thú. Bàn thắng đầu tiên trong mấy cái mùa xịn á. Bàn thứ hai Lewandowski. Ấy. Lewandowski đấy, sẽ tá vào đất bén. Lewandowski chết chứ còn làm gì được nữa. Hơi vội. Tự nhiên thấy đối phương thủ thoáng quá. Hay vậy. Nhưng vẫn nhót. Ra cái chữ ngáo thì cũng rộng lắm nha, có thể là do chiến thuật mà cũng có thể là do cầu thủ. Muller, ông ai vậy? Ai thì từ từ. Không có ai thì từ từ, tiếp tục là Lewan. Ây nha, đường này chậm vậy. Không có ai thì ây da, buồn cục vậy. Trời ơi, di chuyển kìa. Sáng tạo luôn. Đường tỉa bóng rất hay của Ballack. Chê anh từ đầu trận truyền, vậy mà anh tiễn quả hay quá. Không được ổn lắm. Ngày trước thì mình thấy truyền hay á, nhưng mà những meta gần đây thì mình thấy truyền không còn ảo như xưa nữa.
Hồi xưa là mình thấy chỉ số rô béo chuyền khá là thấp, mà lúc mà chuyền á lại khá là ngon. Giờ hơi đúng chỉ số. Lewandowski, mày thấy hơi bị trống, khoảng cách cầu thủ hơi xa. Tốt quá nha. Tốt. Bà Lạc ơi, ơ kìa. Rồi trái ngon rồi, bà Lạc xuống ra ngoài. Lì thật sự. Đúng không? Cú bốc cơ của Lê Quang. Chứ để, nếu để Goretzka thấy bà Lạc có nhanh hơn không nha. Trái nãy mà chỉ cần tí tốc độ nữa là ăn rồi. Đang tính bẻ góc truyền cho Lê Quang sao. Nhưng vẫn có bàn, 5 bàn cho Lê Quang. Thật sự những cái này là do cầu thủ tự di chuyển đó nha, mình không có nháy quy. Trong cái cách đá của mình ít nháy quy lắm, mình chỉ nháy quy trong những tình huống mà bật 1-2 thôi. Nhưng mà đây là tình huống mà ma thú tự chạy. Lên nào, lên luôn nè, lên luôn nè. Chuyền vừa vừa thôi để cho ba lát vào. Vừa chơi vừa nói chuyện đôi khi nó làm mình dễ quên. Lewandowski thủ cũng tốt luôn. Mà ông ba lát không bớt và ma thú. Là vậy, rất khoái những tình huống mà xâm nhập kiểu này của ma thú này. Ra nói chung là kiểu xâm nhập của sơ đồ 4-1-2-3. Đây là cái kiểu mà anh em rất dễ gặp nếu mà đá sơ đồ này. Nên là kiếm mấy ông mà CM mà tốc độ cao ra chân nhanh cũng là lợi thế đó. Để ông ST cầm banh lâu lâu một tí là hai ông này chạy lên ngay, mình chỉ việc là chọn ông nào trống thôi. Đấy, đang bật làm chi khi mà xuất xa có thể tạo những thời cơ nguy hiểm như vậy. Lewandowski, đấy, Dương Đông kích tay đều được. Tấn công dồn dập hơn nữa. Phải tấn công dồn dập hơn nữa thì đối phương mới sai lầm được. Nhọt ế, còn chuyền nhiều tạo ra cái nhịp rất quan trọng á, theo mình là quan trọng á. Cái đổi tự động hết mà. Hay rồi, cuối cùng thì cũng được. Ma thủ cơ hội cuối cùng để kết thúc trận đấu này. Nào, có bài tốt luôn. Thấy hồi nãy một xíu như vậy thì đâu đến mức mà hòa. Tốt luôn. Quyền cũng ảo luôn. Nhẹ nhàng thôi.
cứ đá bình thường thì dễ vào không? Tốt quá nha. Gây áp lực liên tục. Chuyện luôn. Hãy ngung gì nữa. Remer. Chưa có ai cả mơ ơi. Thì xém xíu gãy. Là game dạo này mình thấy nó ăn nút hơi quá đà, nhiều khi ấn xuống thả ra vẫn tính là một. Ấn xuống nó đã tính một rồi nha, lúc mà mình thả ra cái tính thêm cái nữa. Tới quán Doski bên trái. Ba lát nữa trời. Đấy, rất nhiều tình huống xâm nhập vòng cấm của CM, đó là cái lợi thế của cái sơ đồ này. Hàng loạt những pha thật sự là hơi lưỡng lự của mình giữa việc chuyền ngoài suốt và vô tình rơi qua được hai ông hậu vệ. Chưa thử. Goretzka trận đầu tiên. Trận đầu tiên góp mặt và anh đã ghi bàn chỉ sau 3 phút thi đấu. Và anh chuyển hơi hên xui. Ở cái gì vậy? Ở một cái đường... Thực sự đó là một tình huống ăn nút khi mà mình ấn nút tắt bóng á. Vô tình lại thành một đường... phản công quá lợi hại. Tốt quá, ma thú ơi, đội bạn có vẻ dâng cao quá nha. Goretzka 3 trên 4 bàn thắng được có dấu ấn Goretzka. Lo nhìn đối phương quá, à, lo nhìn đồng đội quá. Hai bên trong không? Không có ai cũng truyền bừa luôn. Biết đâu vào. Meta này Meta ZA mà. Hơn nữa là mình cũng để sau vòng cấm dành cho CM với lại cả ông cánh đối diện nữa. Boateng, đến cả Boateng cũng muốn ghi bàn. Và đó những trải nghiệm của mình về đội hình team Bayern Munich trị giá tầm 1.400 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe để kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.